Thanh tra tỉnh Bình Dương vừa công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập đoàn thanh tra với các dự án bất động sản trọng điểm chậm triển khai để xảy ra tình trạng người dân khiếu nại, khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh. Ba dự án bị Thanh tra tỉnh Bình Dương thanh tra gồm dự án khu nhà ở Suối Giữa, phường Tân Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu làm chủ đầu tư, dự án khu nhà ở cao tầng Rosana Plaza tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An do Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại đầu tư bất động sản Tường Phong làm chủ đầu tư, nhưng xảy ra bất đồng trong hợp tác với đối tác là Công ty Cổ phần Naviland, và dự án khu dân cư Thế kỷ 21 tại phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một do Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng đầu tư kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh làm chủ đầu tư. Quyết định thanh tra đã được công bố, dự kiến sẽ tiến hành thanh tra trong 45 ngày làm việc kể từ khi công bố quyết định thanh tra. Lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng chỉ đạo Sở Xây dựng và các sở ngành phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát và thanh tra với các dự án nhà ở thương mại chậm tiến độ kéo dài.